Em chào các bác. Đây là một cái cây địa lan thanh thanh. Cây địa lan này khá mới và cũng có ít người sở hữu chưa nhiều. Cây địa lan thanh thanh này thì nó là thuộc cái rừng rừng Yên Tử. Theo như thông tin em biết thì là như vậy. Và tìm hiểu về người sổ đặt tên. Cây địa lan thanh thanh này thì mới được đặt tên khoảng tầm 3 năm. 3 năm về trước. Có nghĩa là đặt tên từ năm 2017 anh chị ạ. 2017. Cây địa lan thanh thanh này thì nó có tổng thể khá là đẹp. Anh chị nhìn cái phần hoa của nó đây thì anh chị sẽ thấy được rằng là nó không bị mất cần. Từ cái lá lên đến cái chỗ đúng cái điểm ra hoa luôn là nó không bị mất cần. Có nhiều cây như cái vàng danh ấy, nó hoa từ đây này thì nó bị mất cần. Còn cái này là nó cân đối. Bởi vì khi mà thường nếu mà gọi là những cái cây cân đối ấy, là anh chị phải nhìn hoa là nó phải ngang ấy. Hết tầm lá là phải đến hoa. Đấy là những cây cân đối và đẹp. Còn những cây nào nó bị cần nó cao ngổng lên tít trên này nó có hoa là mất cần rất là xấu. Hoặc những cây nào hoa nó ở cái tầm dưới này vẫn ở trong nách lá thì nó hơi xấu. Nó bị che hoa. Bởi vì thường thì địa lan này thì nó có bông thứ nhất đến bông thứ năm thường là đẹp nhất. Thường là cái bông tầm độ thứ hai, thứ ba đến thứ năm là đẹp nhất. Thế nên là nếu mà nó mà bị quá thấp ở dưới này thì nó bị che hết những cái bông đẹp đấy. Còn những bông trên thì nó thường vặn vẹo, nó không đúng chiều. Nó được khoảng từ 3 đến 5 bông là rất là đẹp. Ở dưới lên cách khoảng, có nghĩa là từ bông đầu tiên đến bông thứ năm là thường nó sẽ đẹp nhất. Thì cái địa lan này thì nếu mà nhìn tổng thể thì đây các bác thấy là nó cũng rất là cân đối, đúng không ạ? Lá nó cũng rất là đẹp. Lá của nó cũng mềm. Lá nó mềm, nó đưa ra và nó ngả rất là điệu, rất là đẹp. Bộ lá của nó tổng thể đẹp. Còn hoa của nó thì không bị mất cần, cân đối, cần hoa không quá to. Cần hoa của nó này là cân đối so với cả cái cây, hợp lý. Chứ nó không phải là quá to hay quá nhỏ. Đấy, thì đây là một cái cây thanh thanh, là cái tổng thể của nó là rất là đẹp. Thì tiếp theo đến cái lá của nó, anh chị nhìn những cái lá như này này. Khá là khi mà nuôi ấy, thì đương nhiên lá nó sẽ thay đổi. Lá của nó thì có thể là sẽ dựng lớp hơn hoặc ngả hơn như những cây này. Đấy, những cái củ tơ bên này thì là nó nghiêng ngả này. Nghiêng ngả rất là đẹp, lá nó mịn, nó không bị dập, nó không bị răng. Lá rất là mịn. Anh chị nhìn từ đầu lên đến cuối lá rất là mịn anh chị nhé. Và khi nó võng lên cao, nó võng xuống thì nó vẫn ngóc lên. Ngóc lên rất là điệu, như kiểu là cái cây đào cái sen ấy. Đấy. Đây, hay là những cái lá trên này như thế này, nó không bị răn mép lá. Đấy, anh chị nhìn này. Đấy, rất là điệu, rất là đẹp. Còn đương nhiên là nó sẽ có những cái lá nọ lá kia. Và những cái lá ở giữa của nó thường sẽ dựng hơn. Lá này là lá ở giữa này. Lá ở giữa cây. Còn hai cái lá hai bên nó ngả rất là đều và đẹp. Rất là đều và đẹp. Đấy. Bộ lá của nó thì cân đối anh chị ạ. Và cái lá này của nó thì nó cũng rất là nhiều gai. Lá của nó nhiều gai dạng lá nhỏ anh chị ạ. Dạng lá nhỏ đẹp. Lá nhỏ, cái lá này nó dài khoảng tầm độ 50 cm, khoảng 50 cm anh chị ạ. Khoảng 50, rất là đẹp, nhọn, mềm. Ví dụ đẹp. Lá đẹp. Lá cái này nó cũng là một thuộc trong một dạng cây lá đẹp. Chúng ta chơi lá cũng rất là đẹp. Anh chị nhìn cái lá bầu tròn. Lá bầu tròn đẹp mà nó mềm mại, nó không bị răn. Nó không bị gãy. Còn đây là những cái khi mà có bệnh ở địa lan mà nuôi nó sẽ khó khăn nên để mà nó mịn tít được đẹp lá thì điều rất khó mà những cái địa lan rừng nữa. Cái này là ngày trước em sở hữu mua là cũng mua củ già lên thôi. Xong đẻ lên nó cứ yếu yếu, xong rồi nuôi lên được thì vượt được nó lên thì là đến năm nay là được, bây giờ mới có 3 thân thôi. Sau mấy năm. Xong bây giờ em sẽ nói về hoa nó một chút. Hoa cái này anh chị nhìn này rất là đẹp. Đẹp ở cái điểm gì thì đây mọi người cùng phân tích. Em sẽ phân tích xong các bác sẽ nghiên cứu thêm. Đấy, như cái này anh chị nhìn nó nở tương đối là đều. Đây, ví dụ anh chị xem cái bông này. Bông này là bông thứ tư. Bông thứ tư thì như cái bông này nó nở rất là ngay ngắn cân đối, đúng không ạ? Bộ cánh xanh, lưỡi vàng. Rất là đẹp, ngay ngắn cân đối. Hai cái cánh đài trong của nó cũng mở rất là đẹp. Đây, cái bông này độc bông đầu tiên thì lưỡi nó bị vặn, nó không cân. Nhưng bông thứ tư này là lưỡi nó rất là cân. Đấy, bông đầu tiên anh chị nhìn thấy nó vặn vẹo. Thường bông đầu tiên thì nó ít khi nó đẹp, nhưng được cái nó to. Ít khi nó đẹp, được cái nó to và nó giữ form bông. Đấy,
Đây là cần hoa nó. Anh chị nhìn thấy cái lưỡi, lưỡi này bị vẹo này. Do năm nay nó nắng và là cây này nó nở trước Tết thì nó sẽ bị như vậy. Nhưng em nghĩ cái cần bên này nó nở sẽ rất là đẹp, bởi vì cần bên này nó nở đúng độ này. Thường những cái cây địa lan rừng đột biến ấy là nó phải qua Tết nó nở thì là mới là đẹp. Còn nếu mà nở trước Tết thì là thường sẽ không đẹp mấy. Đấy, thế nên nó hai cần nụ, cái cần này sẽ là rất là đẹp. Đấy. Đến bông thứ hai lưỡi nó vặn, nhưng mà được cái cây này nó rất là ôm vị cần. Vị cần và thăng hoa, nó không bị doãng ra. Nó không bị doãng ra ngoài. Có nhiều cây là nó doãng ra. Đấy, đây là bông thứ ba này. Bông thứ ba này chị thấy là nó cân đối đẹp này. Đấy, cân đối đẹp hơn đúng không ạ? Cân đối đẹp hơn. Bông thứ 5 ở trên cũng đẹp. Đây là bông thứ 4 là nhìn nó rõ nhất. Rất là đẹp. Mà cái này màu sáng, cái này đài mở cánh cân đối. Rất là đẹp. Và màu xanh. Và cái bộ lá của nó cũng cân đối với cái hoa. Nhưng cái là bây giờ là nó là trước Tết thì là nó không được đẹp bằng sau Tết. Thường địa lan mà nở đẹp là cứ phải sau Tết anh chị ạ. Nở sau Tết sẽ là đẹp. Đấy, như bây giờ là sắp đến Tết rồi mà năm nay thì là mới được địa lan chơi Tết, chứ còn những năm khác thì làm sao có chơi Tết anh chị, không có được. Đấy, thì như cái cần ở giữa này nó nở lên là nó còn thấp hơn là cái cần trên. Cái cần thứ hai này, cần nụ này, sang năm nó nở là nó thấp hơn. Thì cái đoạn này nó ra hoa ở đây thì nó không mất cần. Nếu cái cần bên này nó ở bên này thì nó lại mất cần. Anh chị hiểu ạ? Thì là những cái cây mà nó nở vừa đủ độ như này rất là đẹp. Và cái cần này sẽ là cần của mùa xuân. Sau Tết, sau Tết khoảng tầm độ mùng 3 đến mùng 5 là nó bắt đầu nở. Thì thường là triển lãm địa lan nó sẽ vào tầm mùng 10 ạ. Thì gần như năm nào cũng thế, cây này khả năng là sẽ vào cái đợt triển lãm đợt tới. Nhưng mà có thể do dịch Covid thì có thể năm nay không triển lãm được. Nhưng mà thường thì đấy, em cũng nói là nó phải ra Tết nó nở thì nó mới đẹp, còn nở đúng Tết thì thường thì nó không đẹp mấy. Nó cũng đẹp nhưng không đẹp mấy. Thì về địa lan thì anh chị cứ tham khảo thêm một số những cái video trên kênh Thiên Đàng Ngàn Hoa ấy. Em cũng có nói rất là rõ về những cái cây địa lan cũng như là một số những cái cây hoa lan khác để mọi người cùng tham khảo ở trên đấy, để mọi người cùng xem, tìm hiểu thêm anh chị nhá. Còn cái cây địa lan thanh thanh này thì nó là một trong những cây địa lan rất là đẹp và hiện giờ vẫn có rất ít người sở hữu, nên là cần được nuôi trồng để chúng ta bảo tồn giống cái cây này. Rất là đẹp anh chị ạ. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bác vào video lần sau. Em cảm ơn các bác. Em chào các bác.